Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nghĩa Thơm Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong cái video trước bên em đã giới thiệu khôi thùng cho quý vị và các bạn giới thiệu một cái dòng sản phẩm của Kureni, một cái Molen F12 sử dụng một bát 30, một chép kèn có công suất trung bình là 350W, trở kháng 8 ohm, một dòng loa rất là cao cấp, rất là thương hiệu do ProSound Việt Nam nhập khẩu và bên em là đơn vị phân phối. Thì ngày hôm nay bên em muốn mang đến cho quý vị và các bạn trải nghiệm chất âm của cặp loa F12 Kureni các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ mở một cái đoạn nhạc G-Mix cho các bác cảm nhận. Bác nào mà chưa đeo tai nghe thì vui lòng các bác với một cái tai nghe để các bác cảm nhận tốt hơn về chất âm của cặp loa Kureni. Vâng, và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một cái đoạn nhạc G-Mix các bác nhé. Vâng, và vừa rồi thì quý vị và bạn cũng cảm nhận chất âm với tiếng bát đánh rất là mềm các bác nhé. Tiếng rất mềm, bát đánh sâu, lực. Và bây giờ thì em sẽ test một cái đoạn nhạc Bolero cho các bác cảm nhận tiếng bát test. Nó chi tiết, rõ ràng của một cái dòng loa rất là cao cấp đến từ thương hiệu Kureni các bác nhé. Vâng, và vừa rồi thì quý vị đã trải nghiệm chất âm nghe tiếng nhạc rất chi tiết, tách bạch các bác nhé. Tiếng tép rất là sáng, rất chi tiết. Và bây giờ thì em sẽ test qua cái chất mic micro cho các bác cảm nhận tiếng micro của cặp loa Kureni F12 các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ test cái tiếng mic mộc cho các bác cảm nhận tiếng mic mộc của cặp loa Kureni các bác nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6 7, Lê 67. Vâng, các bác có cảm nhận đến tiếng mic rất là dày, tiếng rất là hay các bác nhé. Và bây giờ em sẽ tăng cái tiếng echo lên cho các bác cảm nhận echo gì vậy. Lê 567, 1 2 3 4 5 6 7, Lê Lê 1 2 3 4 5 6 7. Vâng, và quý vị có cảm nhận tiếng mic rất là sáng, tiếng xì rất sáng các bác nhé. Vâng, với cái cặp loa này thì em đánh giá là chất âm rất là hay. Trong cái tầm giá trên 10 triệu thì chất âm quá hay.
Và quý vị và nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em với số hotline 0912669059. Và quý vị nào đang xem cái video này mà chưa ấn nút đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio cũng như cập nhật những cái sản phẩm mà bên em giới thiệu cho quý vị và các bạn. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo.